và các chị học viên thân mến, Ngọc Mười sẽ xin nhắc nhở lại một lần nữa với tất cả chị học viên là chúng ta có thể xem, có thể ghi chép và chúng ta có thể quay clip lại thôi. Nhưng mà ngày hôm nay rất là mong muốn rằng quý vị sẽ không live stream công khai trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Và xin mời tất cả các anh trong bộ phận bảo an, chúng ta sẽ đi kiểm tra hội trường. Nếu như có các anh chị nào